Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, Ngài Thích Minh Tuệ, dấu yêu của chúng ta, vẫn bước đi trên dặm trường dài ngàn dặm. Kiếp bộ hành thật là vất vả gian lao, đường miền trung gió lào cát trắng, mưa lũ quanh năm. Chào đón Ngài trong tình yêu thương vô bờ bến, với hàng vạn người dân đứng hai bên đường luôn luôn trực chờ. Vâng, mưa nắng là chuyện của trời, bước đi trên đường đời là chuyện của Ngài và đoạn tu hành. Kính thưa quý vị khán giả bốn phương trong nước và quốc tế, đây là những cái hình ảnh đẹp đẽ của Ngài Thích Minh Tuệ của chúng ta, một cái vị chân tu tươi sáng, giàu ở cái tình hy sinh và hướng về đạo Phật với những cái triết lý tu đạo hết sức đúng đắn, được quý vị khán giả trong nước và bạn bè quốc tế hết sức ngưỡng mộ và yêu mến trong thời gian qua. Hiện tại thì Ngài đã ẩn tu và có một cái ngôi chùa nhỏ tại gia đình. Vâng, kính thưa quý vị, đi khắp mọi miền của Tổ quốc từ Bắc chí Nam, Ngài Thích Minh Tuệ của chúng ta đã mở ra một cái con đường tình yêu thương bao la vô bờ bến, nơi mà con người với con người không còn những cái xích mích, không còn cái sự tham sân si, không còn chiến đau, chiến tranh bệnh tật cũng như những cái điều khác. Kính thưa quý vị, dòng người đi theo Ngài Thích Minh Tuệ trong tình yêu thương vô bờ bến, với những cái tình cảm mến thương động viên cho Ngài bước đi trên đường đời dẫu mưa nắng miền Trung thất thường và những cơn mưa tầm tạ, nhưng đôi chân trần của Ngài vẫn bước đi hiên ngang dẫu có vất vả phong ba. Dòng người đổ theo Ngài một đông đã làm cho cuộc bộ hành của Ngài phải khép lại, và hiện tại Ngài đã ẩn tu tại gia với sức khỏe đang tốt lên từng ngày. Dòng người yêu mến Ngài Thích Minh Tuệ từ mọi miền của Tổ quốc cũng đã về với mảnh đất Gia Lai, nơi mà Ngài cùng với gia đình đang sinh sống và tu hành. Nhìn lại chặng đường bộ hành miền Trung và miền Bắc của Ngài kéo dài trong vòng tháng 2, tháng 3 và tháng 4 của năm Giáp Thìn 2024, với con đường dài hơn 1.000 km xuyên Việt, với rất nhiều những cái tình cảm thân thương và mến thương, để lại cho những cái người dân trong nước có một cái sự thích tình và thấu đáo về cái kiếp bộ hành cũng như những cái giá trị phẩm hạnh chân tu mà Ngài đưa đến cho chúng ta. Đã là người tu hành, buông bỏ cuộc sống tham sân si, không còn ham hố về vật chất cũng như những cái thứ khác, thì con người dường như đã đi vào cho mình những cái sự yêu thương, những cái tình cảm vô bờ bến. Đó chính là sự kết nối và giá trị của một vị chân tu, tu thật, nói thật. Kính thưa quý vị, nhìn lại chặng đường của Ngài trên mảnh đất bình trị thiên khói lửa, với mùa hè đỏ lửa của miền Trung, cũng như những cái khó khăn mà Ngài gặp phải, chúng ta cũng chúc cho Ngài đạt được cái kiếp bộ hành của mình, đạt được đến những cái giá trị chân tu, mang lại cho tất cả chúng ta cận quốc thái dân an, thế giới của chúng ta ngày càng hòa bình và thịnh vượng hơn, tình yêu thương giữa con người và con người cũng ngày càng được lan tỏa từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng ra hải đảo và từ trong nước ra ngoài nước. Kính thưa quý vị, ai cũng có một cái duyên phận của cuộc đời mình, dù mình tu hay mình không tu, thì mình tâm của mình sống hướng thiện, nhìn về người khác với cái sự bao dung, lòng khoan dung độ lượng và tình yêu thương cũng như sự từ bi, sẽ giúp cho chúng ta hóa giải những cái căn nguyên, những cái khó khăn thử thách mà cuộc đời này đang diễn ra. Kính chúc quý vị ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều tiếng cười. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ kênh của Người Nông Dân Vui Vẻ và luôn đồng hành cùng kênh. Xin chào và hẹn gặp quý vị trong các video tiếp theo.